Ngày 2 tháng 12, Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đang triệu tập làm việc đối với 4 học sinh vô cớ liên tiếp gây ra 18 vụ đập phá xe ô tô của người dân đậu trước cửa nhà. Trước đó, những ngày qua, Công an thành phố Yên Bái liên tiếp nhận được trình báo của nhiều người dân trên địa bàn về việc xe ô tô của gia đình đậu trên hành lang trước cửa nhà bị đập vỡ gương và đèn. Qua xác minh và từ camera an ninh ghi lại cho thấy, trong khoảng thời gian từ 1 giờ 30 đến 2 giờ 30 phút sáng ngày 1 tháng 12, một nhóm thiếu niên gồm 4 người sử dụng 2 xe máy và 1 xe đạp điện đi dọc các tuyến đường thuộc địa bàn các phường Minh Tân, Đồng Tâm và Yên Ninh của thành phố Yên Bái. Khi thấy nhà nào có xe ô tô đậu trên vỉa hè, thì nhóm này dừng lại dùng một thanh kim loại đập phá gương, đèn chiếu hậu của xe rồi bỏ đi. Công an thành phố Yên Bái đã xác định triệu tập làm việc với nhóm thiếu niên trên. Tất cả đều là học sinh của các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tại cơ quan điều tra, nhóm học sinh này khai nhận đã thực hiện 18 vụ đập phá xe ô tô của người dân. Hiện đội công an thành phố Yên Bái đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.